Dạ anh đi nhận ra nhà nhận thầu rồi. Công trình nào sai sai á, một là em xử phạt, hai là em bắt tháo dỡ. Nghe chưa? Dạ nổ người, bên trai lý tưởng của em là không có xấu. Em tên là Tuyết Trinh, năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang làm về công tác quản lý xây dựng và môi trường tại Ủy ban xã Hội Nghĩa của tỉnh Bình Dương. Quê em ở đâu? À, dạ em Bình Dương chị. Rồi, mời bạn nam. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Thương, chào bạn nữ bên kia. Mình xin phép chào với các bạn khán giả. Em tên Thảo, em sống và làm việc ở Bình Dương. Chưa, chị hỏi là em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 30 tuổi. Em đang làm về xây dựng và tham gia công tác đoàn công tác xã hội. Vậy là hợp quá rồi, bên kia cũng làm xây dựng luôn. Cụ thể làm trai làm việc gì? Dạ em đi nhận nhà nhận thầu đồ. À nhận thầu luôn á hả? Vậy là ngon rồi. Bên kia kiểm tra môi trường xây dựng luôn. Tức là bên này kia kiểm tra bên này đó nha. Kiểm tra môi trường xây dựng là sao em? Mấy chỗ họ xây dựng mình tới mình kiểm tra. Dạ đúng rồi. Ví dụ như nếu như mà công trình nào sai sai á, một là em xử phạt, hai là em bắt tháo dỡ. Nghe chưa? Sai sai là xử phạt là tháo dỡ nè em. Hơi căng rồi đó. Hơi căng rồi đó nha. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, dạ điểm mạnh của em là em hòa đồng, em biết nấu ăn. Nhưng mà nhược điểm của em á thì em nóng tính. Trời đất, em đi kiểm tra người ta mà em nóng tính thì chắc chết. Nhưng mà đối xử với người dân thì khác chị. Khuyết điểm lớn nhất của em là bị mù đường chị. Dạ, mặc dù em ở Bình Dương nhưng mà bỏ em ở Bình Dương này không biết đường về. Trời đất rồi. Rồi, dạ. Bạn trai mình có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, là em là chỉ thích hay hát. À, thích giao lưu công tác xã hội, đi chơi, đi công tác quần chúng. Vậy thì hai bên cũng rất là năng động đó ha. Thôi bây giờ mình vô vấn đề tình yêu đi. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình thì em trải qua được một mối tình chính thức và ba mối tình phụ. Ê, một mối chính thức và ba mối phụ. Mối chính mà bao lâu em? Dạ thì trong vòng nửa năm chứ chị ơi. Ít gì nữa hả? Dạ. Dạ đó, lúc đó cũng đang còn trẻ, vẫn đang còn bồn bồn cái gì. Còn ba mối tình phụ này là chưa có... Dạ chưa, mới quen một thời gian xong thấy vẫn đang còn bực chột quá. Xong rồi mình hai người tự nhiên... Tự chia tay nhau. Tự chia tay nhau. Rồi, bên này cũng chưa có mối tình nào sâu sắc cả. Bên kia làm sao? À, dạ, em cũng đã trải qua hai mối tình. À, tại vì do không hợp. Không hợp về tính cách á, quen cũng 2 năm á chị. Rồi quen 2 năm mà mới thấy không hợp hả? Dạ, tại vì lúc đó mới phát hiện ra có nhiều thứ chị. Nhiều như về quan điểm tình yêu với lại lối sống trong gia đình đó chị. Tại vì em không thích những cái người mà nhậu nhiều. À. Dạ, với lại gia trưởng. Đó thì phải nói rõ vậy. Anh bên kia có nhậu nhiều, có gia này trưởng chắc không? Có nhậu à. Dạ có, nhưng mà em ơi bây giờ anh một tuần cho anh giao lưu với bên thợ thầy của anh được không em? Dạ không, tại vì đi làm á thì tiếp khách là chuyện phải đương nhiên rồi, nhưng mà nhậu là phải biết điểm dừng. Còn giữ tỉnh táo đi về nhà. Và cái đó thì anh làm được. Cái đó tuần thì anh chỉ nhậu được một lần, đi tiếp xúc với thợ thầy trả công thợ. Còn như thứ bảy nhật tính tiền lương á đúng không? Dạ dạ. Yên tâm anh nhậu chừng nào anh xỉn là anh về thôi. Mà hình như tới sáng anh mới xỉn. Rồi bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? À, dạ mẫu người bạn trai lý tưởng của em là không có hói. Dưới đũa bài dữ vậy. Dạ không không gia trưởng, không lăng nhăng, không hút thuốc mà không có hói là đưa lên hàng đầu luôn vậy đó hả? Dạ không sao đâu em, có phiên huống mắc he ngăn ngừa rụng tóc và mọc tóc. Em mua này em tặng ảnh nha. Dạ. Rồi nếu như anh bị hói rồi còn gì nữa không? Dạ mắc mới gì ta hói không thích. Dạ, dạ không không như cỡ nhăn lên là được rồi. Ủa anh có hói hả? Hơi hơi ảnh hơi hơi hơn anh mắc kỳ quá mấy cô, sao bởi là tôi nghe hói tôi khó chịu rồi đó. Hối thông minh nha. Dễ thương là được, quan trọng cái tính thôi chứ hối đâu thua gì đâu. Không anh Quyền Linh, em đang quảng cáo cho thuốc mọc tia tóc luôn á. Có gì hả? Vậy thì được. Bỏ cái hối được không? Có hơi hối chút được không kìa? Dạ được. Được nha. Đừng có nhắc cái hối đau lòng nhiều người lắm nha. Miễn sao ta thông minh, ta thương yêu vợ con, ta chăm sóc gia đình, người ta đem tiền ta đưa cho vợ là được rồi. Dạ đúng rồi, em thích cái đó. Đúng thích đó ha. Yên tâm. Hiểu rồi ha. Dạ. Hiểu chưa? Chắc chị hơi bệnh coi á chị. Thì biết cái hói rồi coi gì nữa. Còn có tiêu chuẩn gì nữa khác không, nữa không? Bạn trai về luôn à. Dạ. Thì mẫu bạn trai lý tưởng của em là giống như sếp em hiện giờ vậy á chị. Sếp em sao? Là một người của gia đình. Ngày cuối tuần là lúc nào cũng dành riêng chở vợ con đi chơi hết á. Đàn trai ngon lắm à. Dạ chị. Ngon không? Ngon. Dạ cái hói này cũng ngon à. Này cũng cỡ sân bay Long Thành rồi đó, chuẩn bị thầu xây dựng nha, hàng chi nắng gió dữ ha, dầm xương được. Ta chắc miễn có tiền là được rồi hả? Rắn rỏi. Rồi bây giờ làm xây dựng mà mình có xây cho mình căn nào chưa?
Dạ giờ đang kiếm người để xây, giờ em xây mình cực quá. À xây mình cực quá, sáng mai coi hả? Dạ. Kỳ vậy, thở thiền đâu? Thở nhiều. Dạ thở nhiều lắm. Xây là dạ. Có nhà. Mà có đất đai gì chưa? Dạ giờ nếu mà về bên đàn gái muốn ở đi thì có nhà xây ở riêng. À còn mà hiện tại là đang ở chung với ba mẹ hay sao? Dạ em đang ở chung với ba mẹ. À vậy là cũng muốn ở làm dâu thì làm dâu, còn không thì ra ngoài cũng được đúng không? Tường sắp sửa xây nhà, qua coi xây phụ nha, xây giùm nha. Dạ được luôn. Dạ được luôn. Nhưng mà em muốn tìm mỗi người bạn gái như thế nào? Dạ cũng cao vừa vừa, tại mình cũng cao đó, đen vừa vừa cũng được. Đen vừa vừa. Đòi hỏi gì không? Tính cách con người sao? Đơn giản dạ, thì vui vẻ hòa đồng thì biết chăm lo cho gia đình vậy đó. Không có đua đòi với bạn bè là được. Rồi, mốt làm về tiền bạc kinh tế trong gia đình ai quản lý? Dạ thì em đưa hết cho bên kia, bên vợ em không giữ. Rồi được, hợp lý, gả luôn. Đừng làm eo làm sách gì nữa em. Công việc ổn định, nhà cửa rồi ngon lành được rồi. Hai người này hợp đó nha. Người kiểm tra, người đi làm. Vừa kiểm tra công việc và vừa kiểm tra con người luôn đó. Bên đây cũng cao ráo, vừa đúng chuẩn bạn trai luôn đó. Rồi hôm nay mình đi có người thân đi theo không em? Dạ, em có đi với hai bạn thân Chí Cốt, chơi từ nhỏ luôn. Chí Cốt luôn dạ, ha. Giờ rồi. Làm chung luôn. Chào hai bạn Chí Cốt. Xin chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào chị Cát Tường và toàn thể quý vị khán giả. Em là bạn kia của Trinh. Bạn Trinh thì rất là dễ thương, thoải mái, tính tình thì vui vẻ lắm. Đối với bạn bè thì chơi hết mình luôn. Nói chung là nếu mà ai mà được làm bạn trai của bạn Trinh thì chắc là cười suốt ngày ạ. Theo cảm nhận của em thì anh trai bên đây hiền nè, có công việc ổn định nè, chín chắn nữa nè, khá hợp với bạn Trinh đó. Cảm ơn em. Quan trọng là cái chỗ ổn định, chín chắn. Rồi bạn trai hôm nay mình đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ, với chị dâu, với anh của em. Dạ chào cô. Hèn chi nãy nghe bên đây nói không có hói, cái thấy cô cười nghiêng ngả luôn. Trời ơi thì ra đó, em chào bác gái đi kìa. Dạ con chào cô. Chào anh Hoàng Linh với chị Cát Tường. Thì hôm nay thì tới đây thì thấy cháu thì bác cũng dễ thương, một gái cũng được. Cảm ơn cô. Tôi cũng muốn là hai đứa cũng con cũng lớn rồi, cho nó thành vợ thành chồng cho nó khỏe nè mà. Như đó. Nãy dưới mẹ với chị cười ngã nghiêng khúc mà em đoạn hói cái là cười. Bịt miệng. Đừng có nhắc cái chữ hói nữa nha, tôi không thích cái chữ đó nha. Người ta hiền là được rồi. Người ta hiền, người ta có tâm tính tốt là được rồi, hói. Thôi giờ kéo màn lên đi ha, để em cảm nhận nha. Kéo ráng, màn. Ráng nhà Thảo. Nhân công với vợ tặng em. Em cảm nhận với anh như thế nào? Dạ nếu mới ban đầu thì em thấy anh hiền. Hiền thiệt mà. Cười hoài. Cười là mắc cười vụ hói đó, hiểu không? Thôi tại anh Huyền Linh cứ nhìn cũng hoài nhớ được. Cô thái độ cái chuyện vụ này sao nè? Dạ cũng được. Anh thấy em sao? Thì anh thấy em nói chuyện thấy dễ thương, thấy em cũng cao, chuyện nào cũng hợp với anh đó. Hai bạn ở Bình Dương mà gần nhau không? Em ở đâu ta? Em ở xã Hội Nghĩa của huyện Tân Quyên á, thị xã Tân Quyên. Rồi anh ở Bộ Bàng, huyện mới tách của Bến Cát. Gần á anh? Gần á, mấy chục cây á. 4-50 cây đó, cũng gần lắm á. Không, đi họp. Bây giờ ở bên đó cũng gặp nhau sao? Đã đến đây với nhau thì em sẽ qua cái đó thì không ngại đường xa chị. Đúng bây rồi. Bây giờ là mình công tác đoàn mình thoải mái, mình đứng lên biểu diễn tặng cô ấy một tiết mục liền. Dạ. Đứng lên biểu diễn coi như mình làm đoàn đi, đây là các em thiếu nhi đi. Dạ bây giờ thì em xin hát tặng bạn và tặng viên khán giả bài hát Cưới Vợ Mực Dường đi. Ừ, dạ. Đúng rồi. Nhưng mà này ha, biểu diễn cho cô ấy coi. Bữa nay quan trọng là cô ấy nè, biểu diễn trước mặt cô ấy. Nào, bắt đầu. Từ chốn đô thành ảnh xuôi về sớm nhỏ, tìm vợ miệt vườn nơi sông nước miền Tây. Mến mông trên chuyến xe đò, đi qua bao phà bắc, qua ruộng đồng mến mông. Anh xuống xe đò xuôi ghé về xóm nhỏ, tìm vợ miệt vườn nơi sông nước miền Tây. Rung quá. Trời ơi, vậy đó làm đoàn. Dạ không. Dạ không, tự nhiên hát tự nhiên nó lên rung quá anh. Anh biết tại sao rung không? Dạ thì gặp nửa bên kia. Nửa bên kia. Bây giờ hai người nắm tay nhau cảm nhận về tình yêu xíu nè. Nắm hai tay luôn thế nào? Dạ nóng. Okay, nắm đi, cảm nhận khoảng 30 giây để coi luồng điện nó có chạm vào nhau. Cái này là tôi kiểm tra. Nhìn nhau nha, kiểm tra về luồng điện đó. Nào nắm tay nhìn nhau, sâu lắng chút xíu, xem điện nó qua thế nào.
220, 210 hay 306. Điện gì đó. Em thấy nóng nóng rồi anh Quỳnh Linh ơi. Nóng chưa? Dạ nóng nóng rồi đó. Bây giờ chúng ta nói mỗi người một câu gì đó với nhau đi. Em thấy mình ở đây rồi, mình sẽ cho nhau cơ hội đúng không? Rồi mình sẽ bước tiếp con đường tiếp theo. Dạ. Rồi về chỗ đi. Được rồi. Nói cái gì mà nghe dạ ngọt xớt vậy? Dạ. Anh nghe không? Đang dụ. Dụ. Nhỏ cho tôi nghe. Được. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Đặt tay vào nút bấm đi bạn, bạn trai. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Bây giờ chúng ta chính thức nắm tay nhau rồi đấy. Chứ hồi nãy là mới cảm nhận thôi. Hai bạn là những con người cũng rất là hiểu rõ trái tim mình thuộc về ai. Đây là cặp đôi mà em thấy rất là đẹp đôi, rất là xứng đôi vừa lứa. Nó hợp về ngành nghề nữa. Một người làm, một người kiểm tra. Chắc chắn khi có quay kiểm tra thì chắc không đến nỗi đập đi xây dựng lại đâu. Cô thấy xứng không cô? Dạ, cặp đôi này xứng chắc là nhanh nhận thiệp cưới đây cô ha. Gì, cái gì quên rồi? Ôi trời ơi. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Em tên là Lê Trần Quốc Thới, nghề nghiệp là y sĩ. Nhiều em tuổi Thới? Em sinh năm 90. Sinh năm 90 hả Thới? Dạ. Mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Đặng Thị Mỹ Hiền. Em tuổi Ngọ, mệnh Thổ, cung Thiên Bình. Năm nay 27 tuổi. Hiện tại em đang sống và làm việc tại Tây Ninh. Em có một cái shop mỹ phẩm tên Mỹ Store ở đường Cách Mạng Tháng 8. Cách Mạng Tháng 8 ở Tây Ninh đó phải không? Dạ, đúng rồi. Các bạn thấy lạ không? Hai người này ở rất gần với nhau nha. Mà các bạn không quen biết với nhau. Đây là cái duyên mà các bạn gặp nhau. Biết đâu mình phát hiện ra bà con. Là hai bạn bằng tuổi nhau luôn. Dạ. Hay quá, hai con ngựa này chạy dạ, ai hỏi đi hai người hỏi nhau đi. Nhà em ở đâu em? Anh ở huyện Hòa Thành á. Dạ em ở Châu Thành anh ơi. À vậy là dạ. Không có bà con rồi. Em nhớ bạn gái tên gì không? Dạ tên Quyền. Dạ em tên Hiền. Hiền. Dạ. Dạ lỗi anh. Ưu điểm của em là gì em? Dạ ưu điểm của em là nhanh nhẹn, nhiệt tình. Khi mà em làm một cái việc gì đó thì em muốn là sẽ hoàn thành một cách nhanh nhất. Và cái nhược điểm của em á thì không có tính kiên trì hay do dự. Ví dụ như là em đang trong một cái mối quan hệ tìm hiểu với một bạn nam nào đó mà em lại thích cái người bạn nam đó hơn thì em sẽ chủ động nhắn tin rủ cà phê hẹn hò gì đó. Và em nghĩ là em sẽ tỏ tình nhưng mà tới lúc mà gặp nhau rồi thì em lại do dự, em lại suy nghĩ lại không có thực hiện như là cái suy nghĩ ban đầu của mình. Anh thì ưu điểm của anh là anh biết nấu ăn, tham gia các công tác xã hội. Còn khuyết điểm của anh là khi mà nóng giận thì anh không có kiềm chế được mà anh là hay biểu hiện ra ngoài khuôn mặt của mình. Lúc chích người ta rồi tức giận rồi sao? Dạ lúc chích thì đâu có tức giận được. Tác phong của ngành y thì mình đúng cũng rồi. Phải bình tĩnh. Cái phải làm sao phải kiềm chế cảm xúc của mình. Cho em hỏi là đỉnh cao của cái sự nóng giận của anh là nó tới đâu anh? Khuôn mặt nó hầm hầm với hay lằn nhằn thôi. Từ trước tới giờ cái đỉnh cao mà ví dụ như là anh đập đồ hay là anh như thế nào anh? Chưa bao giờ anh đập đồ em ơi. Dạ. Đỉnh anh còn thấp. Còn bạn gái thì sao? Em có tật là khi mà em ngủ chung với người kế bên thì em hay mân mê cái cùi chỏ của người kế bên á. Ủa mà nói vậy em ngủ với ai? Mê cùi chỏ hả? Em ngủ với em gái của em hay thường hay nó lại rất là cáu với em cái vấn đề đó. Có cái nào nó giật chỏ em chưa? Có, nhưng mà xong rồi em cũng quay lại em vẫn làm. Có cái gì ở cái cùi chỏ này mà em mê? Không biết, em đam mê. Đam mê luôn hả? Lên cho bạn trai đó, cho mượn cái cùi chỏ thử. Bây giờ em mân mê cùi chỏ thì cảm nhận thế nào nha? Mượn cái cùi chỏ coi sao mà mân mê đi nha. Em thử mân mê cùi chỏ của anh thử coi sao em. Đẹp luôn hả anh? Thiệt của anh á. Nói vậy anh đó. Được không em? Được không? Em có cảm nhận gì không? Dạ thấy đầy đặn anh. đầy lắm, đầy lắm. Bạn tìm người yêu lý tưởng như thế nào? Bạn đó vui vẻ, hiền và chung thủy. Dáng thì cũng đừng ốm quá. Vậy là được rồi. Nhưng vì mình... em ốm em muốn tìm những người ốm đúng không? Dạ không, em cũng đúng rồi. Em hơi ốm nên em sẽ tìm những người ốm với em để cho hợp. Cái điều gì em không dạ, thích? Dạ thì bạn đó thì cao cỡ 1m55 trở lên rồi. Anh ơi 1m50 thôi anh ơi. Ừ vậy cũng được em ơi, kệ nó. Mẫu người bạn trai của em á cao 1m65 trở lên. Da ngăm, có cùng chung sở thích là đi du lịch chung với em.
chín chắn và có cái định hướng cho tương lai của mình. Rồi đặc biệt là nếu mà bạn đó thích nuôi chó thì càng tốt, tại em thích cái người nuôi chó rồi biết quan tâm chăm sóc người khác. Nuôi chó với liên quan chăm sóc người khác nó không có liên quan gì với nhau hết trơn á. Khi mình nuôi chó thì mình sẽ quan tâm tới con chó chị, mình mua đồ ăn cho nó rồi đó. Cho chó ăn cho người ăn luôn đúng không? Mình có trải qua mấy mối tình rồi em? Em trải qua một mối tình cách đây 3 năm và kéo dài trong 1 năm. Tôi coi cái anh bên kia coi làm sao. Nên tiêu chuẩn bên này đưa ra đạt được bao nhiêu phần trăm em trai? Chắc trên cũng trên 50 quá. Chào chị. Có chơi thể thao gì không? Dạ cũng có. Chơi môn gì? Em hiện tại đang tập gym để cho giảm cân. Bây giờ mình được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ được thì nếu cả hai hợp nhau thì do hai bên gia đình nếu đồng ý thì có thể sớm nhất là 6 tháng. Nhưng mà mình đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Dạ thì em cũng đang cố gắng để đi làm, hiện tại em kết hợp công việc làm thi là trình dược viên và đang học lên lớp cử nhân y tế công cộng của Đại học Trà Vinh. Cũng được ha, mình có phải làm dâu không em? Thì bạn nữ thôi, bạn nữ muốn làm dâu thì làm, còn nếu không muốn thì có thể hai người ra ngoài cố gắng làm để ra ngoài sinh sống. Có định hướng rõ ràng, mình có yêu cầu gì hay mình không có điểm nào mình không thích ở người bạn gái không? Thì em cái không thích bạn gái là đừng có hay ghen là được rồi. Em hay lăng nhăng lắm. Dạ không có lăng nhăng, công việc của em là sẽ đi làm tiếp xúc với bệnh nhân nhiều. Sao em được vậy không em? Em có ghen lắm không? Em không phải là người hay ghen. Em có mấy mối tình rồi em trai? Dạ em chỉ có một mối tình thôi. Một mối tình hả? Dạ thì quen lúc em nhập ngũ và khi em xuất ngũ thì em chia tay. À lúc đi bộ đội đó hả? Dạ đúng rồi. Để em xem bên bạn gái thế nào nha. Em chào anh. Bạn gái dễ thương quá. Bây giờ em cảm nhận chàng trai bên kia là người như thế nào? Em cảm nhận là anh đó điềm đạm nhưng mà cũng có vui tính. Em không thích điều gì ở người đàn ông nhất? Lăng nhăng gia trưởng là thường hay là nói nhiều hơn là làm. Bên đây hơi càm ràm chút xíu đó. Dạ tích càm ràm theo cái hướng tích cực thì ok. Còn càm ràm hoài cũng mệt đúng không? Dạ chắc em chỉ được cái bệnh càm ràm. Rồi chút xíu mình gặp coi mình trị được không nha. Dạ. Hôm nay mình đi có người thân không em? Dạ hôm nay em đi với lại ba em, với lại em gái, em rể của em rồi bạn của em nữa. Dạ chào ba. Tôi xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tiền. Con tôi á từ thuở nhỏ gì là tính tình đúng là tên hiền là cũng hiền thật sự, mà cũng có cái cũng quyết đoán dữ lắm. Tôi cũng nhận sáng về bạn của Hiền hôm nay gặp đây đây, phải nói là nhìn vô là biết thông minh dễ thương, nhìn có cái hậu nữa. Rồi thì tôi cũng mong rằng là hai đứa được hợp tác với nhau, gặp được với nhau được là đó một cái duyên nó đến với nhau. Quan trọng là hai đứa cố gắng tìm hiểu nhau, nếu được là tiến tới hôn nhân. Tôi rất là mừng, tôi rất là ủng hộ 100%. Trời ơi, con cảm ơn bác rất nhiều ạ. Con thì cũng cảm ơn bác đã cho con cơ hội được tìm hiểu Hiền, thì con cũng sẽ cố gắng hết sức mang lại hạnh phúc cho Hiền nếu mà tiến tới. Bác sẽ mong con điều đó. Con trai em đi với ai? Dạ em đi với dì và Dượng ạ. Xin chào anh Nguyễn Linh, xin chào Cát Tường. Cháu thấy ở nhà thì cũng hiền lành, hoạt bát, vui vẻ, đặc biệt là nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Cháu gái kế bên thì diễn sáu thấy cũng hiền, dễ thương. Nói chung là diễn sáu muốn hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm và tiến tới xa hơn nữa. Như vậy là hôm nay có hai gia đình hai bên mà gọi là cấp cao đó nha. Dạ. Cũng đồng ý cũng rồi. Ủng hộ trơn, trời ơi. Quá rồi. Quan trọng là hai đứa tìm hiểu nhau thôi. Rồi kéo màn lên. Kéo màn. Mời các bạn. Em chào anh ạ. Đây là món quà hậu đẹp thiết dây tự tay anh làm tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Bạn trai hát tặng bạn gái đoạn đi cho lấy không khí nào. Bắt đầu. Bằng lòng đi em về với quê anh, một dòng sông xanh, một cù lao xanh. Bằng lòng đi em, anh sẽ đưa về. Cùng nhau đi đến bên bờ. Bằng lòng em nhé. Bạn gái đáp lại liền. Nếu đã yêu nhau đến cả cuộc đời, xin đừng buông lời những tiếng yêu hời, để lại một đời vắng vương, cả một vùng nhớ thương. Hay quá. Thẳng quà gì đây? Quà gì hình trái tim vậy? Dạ. Quà. Ủa này em tự làm hả? Dạ, mấy em tự thắt. Mất bao lâu em? Dạ thì cũng mất có 2 tuần rồi chị. Hả? Là mỗi ngày ngồi đang chút xíu vậy dạ, hả? Dạ, tại công việc của em thì về thì những khi rảnh em mới có thể làm được. 2 tuần nữa nha em. Dạ. Về để đầu giường đi em. Qua đây. Mày sao đưa cái cụ chỏ cho coi coi. Ô nãy cảm nhận rồi chị. Không, nãy lộn rồi, nãy cái áo màu xanh, nãy áo màu đen. Vậy là nãy thấy áo luôn rồi nè. Rồi đi em, rồi giờ nào đã thôi. Gu lạ không? Dạ lạ. Lạ ha. Rồi giờ hai bạn
tâm sự với nhau đi. Em có cảm nhận gì anh như thế nào khi gặp anh? Em thấy anh là người hoạt bát, vui vẻ, hiền. Em cũng thích là cái kiểu người như vậy. Em có hay tham gia các chương trình công tác xã hội hay thiện nguyện gì không? Thiện nguyện thì em thích tham gia, nhưng mà do cái hiện tại á, cái tính chất công việc của em á, thì em không có thể đi ra ngoài được. Em nghe nói là anh tập gym mà anh tập ở phòng nào mà em thấy anh chưa có được gọi không ạ? Anh hiện tại là anh tập gym ở phòng gym Mỹ Thuận ở gần cửa 4 Tòa Thánh tập, nhưng mà thời gian cũng phải đi làm với hay đi thiện nguyện nên cũng chưa xuống được nhiều. Anh sẽ cố gắng xuống nữa. Chắc sau chương trình này mình sẽ đi tập gym chung nhau. Rồi, quyết định vậy đi. Tại vì em buổi sáng của em là em tập aerobic ở ngay chỗ gần công viên Hòa Thành. À, anh biết rồi. Anh này anh nhảy aerobic chắc anh bị lên máu rồi. Không, em có thể theo gym được chị. Theo em thì có thể là bao lâu mình có thể đám cưới được? Em nếu thì em không nhau. Có đặt qua cái khoảng thời gian nào hết. Chỉ có thấy là hợp nhau thì mình tự bàn bạc với nhau rồi mình tiến tới thôi. Rồi em thích sinh bé trai hay bé gái? Em là thích tự nhiên, trời cho gì thì mình nhận đó. Đứa nào cũng là con mà. Dạ. Đến với chương trình này thì anh cũng chỉ mong là chúng ta cho nhau một cơ hội hợp nhau thì chúng ta sẽ có thể tiến tới được xa hơn nữa. Dạ, em đồng ý với định của anh. Trời ơi, gọn nha. Dạo này ông Mai bà mối có vẻ nhẹ nhàng, đơn giản quá. Nói chung quá. Là chúng ta thấy hợp đầu tiên là được rồi. Chúng ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ nha. Các bạn nhớ bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân nhé. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Xứng đôi nha, giảm 5kg nữa nha em. Hôm nay có ba đi rồi có dượng gì đi nữa là quá hợp lý rồi. Hôn cái hôn đầu tiên đi các bạn. Ba cười là xin ba đi. Xin ba kìa. Xin ba. Trời ơi. Dạ bác cho có thể cho con xin phép không bằng hàng được không ạ? Bác cho chúng tôi tới.